Rồi em xin chào tất cả anh em mình ha. À, em chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng này nè. Em lên tiếp cho anh em một con, cái này là Văn Ma SS 80G, dòng này chạy bật đặng đây nè. Con bóng zin nó vậy nè. Bộ khóa dầu nó cũng zin luôn, nhưng mà có cái lọc ở trong em có thay nè. Lọc bị về nó đen thui, sờ dầu không qua. Rồi em có thay cái lọc nó. Ngoại hình thì máy nó gì đây, cái mặt cam nó còn màu luôn. Dân ma tới 80, số seri là 831 984. Mấy dòng máy bạc đạn này rất nhiều anh em khoái. Nặng anh em ơi, anh em nhìn ốc nè, ốc nó flap này vậy. Nguyên si không có cái thùng dầu nữa. Thùng dầu thì nó vô dạng tầm trung anh em, không đẹp không xấu mà nó còn hơi sáng sáng, chá đèn còn luôn mà không thấy bóng đèn. Nhà con nghiêng ra giùm mà bác ơi. Số seri của máy này là anh em ơi sao có nè, 831 984. Máy nó nguyên si luôn anh em. Nguyên si. Cái này là chưa chùi rửa, chưa chùi rửa gì hết. Cái dòng mặt đạn này anh em để cái cốt con sao nó nhỏ hơn cốt qua dê. Chứ nó hơi lồi ra hơn chút. Cái sơn nhìn còn đẹp quá anh em. Rồi nhờ con bỏ số đi con trai. Rồi nhờ con tiếp hàng cho bà con cô bác con đây. Con ra con tiếp với chuyển. Anh là anh hỏi cái máy 90 á. Máy 90 mới để ra. Để em tí xíu đó, thì em đang quay. Đang quay xong có em gửi video qua cho anh. Quay số trên đi cho anh coi. Khách chốt nguội anh em ơi. Ở đây được tụi em bán khách chốt nguội được chứ. Lôi cái máy ra cái mình quay á. Đây máy đó chạy nghe tiếng nó lực.
Rồi em cũng xin báo giá cho anh em mình luôn ha. Có máy này em bán anh em là 6.7 nha nè. Còn phí ship có máy này là 450 nha. À dân ma tết 80 gió đạn nha nè. 6.7 phí ship 450. Cái máy này rất là nặng anh em ạ. Máy này nặng lắm. Chứ không phải giống như mấy cái như cái máy ba dây. Cùng là 80 nhưng mà bạc đạn là nặng hơn. Rồi anh em nào có làm được cái máy này thì alo giùm em ha. Chào tạm biệt anh em.